Lê Hiếu Thành tiết lộ lý do đằng sau số áo 65. Mỗi cầu thủ lại có một lý do riêng để lựa chọn số áo cho bản thân. Với Lê Hiếu Thành, đội trưởng của Kentucky Fish, coi số áo này là cách để anh thể hiện tình cảm. Vào ngày 6 tháng 5, cầu thủ Lê Hiếu Thành của Kentucky Fish đã đăng tải bức ảnh tình cảm với cô bạn gái Trung Thể Hồng trên mạng xã hội. Nhờ có bài đăng Facebook này mà người hâm mộ mới vỡ lẽ rằng đội trưởng của Kentucky Fish chọn số áo theo sinh nhật của ý trung nhân. Happy birthday, my biggest fan. Love you to the moon and the bike, 25 for life. Hiếu Thành đã viết như vậy trên trang Facebook cá nhân, tạm dịch rằng chúc mừng sinh nhật cổ động viên lớn nhất của anh yêu em cả cuộc đời, mãi mãi là 65. Theo một số thông tin, Lê Hiếu Thành đã từng khoác chéo số 13. Tuy nhiên, kể từ khi bén duyên với cô bạn gái xinh đẹp Trung Thể Hồng, tuyển thủ của đội Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu chọn 65 làm số áo và vẫn giữ thói quen ấy kể từ đó tới nay. Nàng quác của Hiếu Thành hiện đang làm tiếp viên tại hãng hàng không EVA Air của Đài Bắc Trung Hoa. Cô gái gốc Sài Gòn còn là một người hâm mộ cuồng nhiệt của trái bóng cam và thường xuyên dành thời gian chơi bóng rổ sau giờ làm việc. Dù công việc tiếp viên hàng không vô cùng bận rộn, nhưng Trung Thể Hồng vẫn dành rất nhiều thời gian để theo chân Lê Hiếu Thành trong các trận đấu tại VBA. Tại SEA Games 30 vừa qua trên đất Philippines, cô cũng đã tới Manila và xuất hiện trên khán đài của Moon of Asia Arena. Có một người bạn gái xinh đẹp, giỏi giang, tâm lý, lại rất mê bóng rổ. Chắc chắn chàng đội trưởng của Kentucky Fish đang khiến nhiều người ghen tị. Cặp đôi này cũng không ngần ngại thể hiện tình cảm trên mạng xã hội. Có lẽ nhiều người hâm mộ đang mong chờ một cái kết viên mãn về tấm thiệp cưới của bộ đôi Hiếu Thành Thể Hồng. We'll be right back.